Và bây giờ cô mời các bạn tiếp tục đến với câu hỏi số 2 nhé. Muốn tìm hai số, khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó, ta làm thế nào? Cũng giống như câu hỏi thứ nhất, ở dạng toán này, cô cũng có 4 cách giải. Đó là cách 1, cách 2, cách 3 và cách 4. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Cách 1. 1. Tìm hiệu số phần bằng nhau. Lấy số phần lớn trừ số phần bé. 2. Tìm giá trị một phần, lấy hiệu chia cho hiệu số phần. 3. Tìm số bé, lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé. 4. Tìm số lớn, lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn. Thời gian 5 giây bắt đầu. Đã hết thời gian và câu trả lời của các bạn là gì? Đây là câu trả lời đúng. Cô mời các bạn qua cách giải thứ hai. 1. Tìm hiệu số phần bằng nhau. Lấy số phần lớn trừ số phần bé. 2. Tìm giá trị một phần. Lấy hiệu chia cho hiệu số phần. 3. Tìm số bé. Lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé. 4. Tìm số lớn, lấy số bé cộng hiệu. Thời gian 5 giây, bắt đầu. Câu trả lời của các bạn là gì? Đây là câu trả lời đúng. Cô mời các bạn đến với cách giải thứ ba. 1. Tìm hiệu số phần bằng nhau, lấy số phần lớn trừ số phần bé. 2. Tìm số bé, lấy hiệu hai số, chia cho hiệu số phần, rồi nhân với số phần của số bé. 3. Tìm số lớn, lấy hiệu hai số, chia cho hiệu số phần, rồi nhân với số phần của số lớn. Thời gian 5 giây, bắt đầu. Và câu trả lời của các bạn là gì? Đây là câu trả lời đúng. Và cô mời các bạn đến với cách giải thứ tư. 1. Tìm hiệu số phần bằng nhau, lấy số phần lớn trừ số phần bé. 2. Tìm số bé, lấy hiệu hai số, chia cho hiệu số phần rồi nhân với số phần của số bé. 3. Tìm số lớn, lấy số bé cộng hiệu. Thời gian 5 giây bắt đầu. Câu trả lời của các bạn là gì? Và đây cũng là một cách giải đúng đó các bạn. Ai đã trả lời đúng, cô có lời khen các bạn nhé. Chúng ta vừa ôn lại hai dạng toán giải, đó là tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó và tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó. Bây giờ cô mời các bạn hãy đến với bài tập 1 trang 18 nhé. A. Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng 7/9 số thứ hai. Tìm hai số đó. B. Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng 9/4 số thứ hai. Tìm hai số đó. Bây giờ cô mời các bạn hãy bấm dừng. Các bạn hãy suy nghĩ và giải cho cô hai bài toán A và B này nhé. Nào, mời các bạn. Các bạn đã làm bài xong hết chưa nào? Bây giờ cô mời các bạn cùng kiểm tra lại kết quả làm việc của mình nhé. Bài 1A. Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng 7/9 số thứ hai. Tìm hai số đó. Bài giải. Ta có sơ đồ. Số thứ nhất chúng ta vẽ 7 đoạn. Số thứ hai chúng ta vẽ 9 đoạn. Móc ngoặc số thứ nhất và số thứ hai ghi 80. Móc ngoặc số thứ nhất và số thứ hai chấm hỏi. Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là 7 cộng 9 bằng 16 phần. Giá trị một phần 80 chia cho 16 bằng 5. Số thứ nhất là 5 nhân 7 bằng 35. Số thứ hai là 5 nhân 9 bằng 45. Đáp số 35 và 45. Ngoài cách giải này ra, các bạn cũng có thể giải theo nhiều cách khác nhau
như chúng ta vừa ôn ở phần trên nhé. Bạn nào giải đúng, cô có lời khen các bạn nào. Và bây giờ cô mời các bạn đến với bài 1B. Hiệu của hai số là 55, số thứ nhất bằng 9/4 số thứ hai. Tìm hai số đó. Bài giải, ta có sơ đồ. Số thứ nhất chúng ta vẽ 9 đoạn. Số thứ hai chúng ta vẽ 4 đoạn. Móc ngoặc phần hiệu ghi 55. Số thứ nhất và số thứ hai chấm hỏi. Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là 9 trừ 4 bằng 5 phần. Giá trị một phần 55 chia 5 bằng 11. Số thứ nhất là 11 nhân 9 bằng 99. Số thứ hai là 11 nhân 4 bằng 44. Đáp số 99 và 44. Ngoài cách giải này ra, chúng ta cũng có thể giải theo nhiều cách khác nhau như chúng ta đã ôn tập. Bạn nào đã giải đúng kết quả, cô có lời khen các bạn nhé. Chúng ta vừa ôn